Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 29 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, trên trang Twitter chính thức của Oppo đã đăng tải những ảnh của mẫu điện thoại mới. Theo đó thì model mới này sẽ sở hữu màn hình tràn viền với hai cạnh bên phát cong. Tuy nhiên, khác với thiết kế tràn viền truyền thống của Samsung Galaxy S hay Note, nguyên mẫu smartphone của Oppo mới được hé lộ được phát cong thẳng đứng. Sau đó thì chúng ta gần như không thể thấy được viền bezel. Theo đó thì thiết kế màn hình mới này được Oppo gọi tên là Waterfall Screen, tức là thác nước. Cạnh trái và phải của màn hình cong tới 88 độ, cho phép màn hình hiển thị chiếm tỷ lệ rất cao so với toàn bộ mặt trước của chiếc smartphone. Các cạnh trên và dưới của chiếc smartphone này cũng rất mỏng, không có rãnh tai thỏ hay giọt nước, cũng như là camera đục lỗ. Trong những hình ảnh được tiết lộ thì chúng ta không nhìn thấy camera selfie, do vậy rất có thể là Oppo sẽ sử dụng cơ chế camera thò thụt như các mẫu Reno, Oppo F11 Pro hoặc là camera ẩn dưới màn hình. Và theo các thông tin được đăng tải thì màn hình của chiếc smartphone của Oppo này cũng có tỷ lệ là 21:9 giống với Sony Xperia 1, đồng nghĩa với việc màn hình rất dài, do đó các trải nghiệm xem phim và chơi game sẽ hoàn toàn khác biệt so với những chiếc smartphone thông thường. Hôm nay thì Vivo đã chính thức họp báo cho ra mắt sản phẩm tầm trung mang tên là Vivo S1 với màn hình thiết kế giọt nước và được lên kệ tại Việt Nam với mức giá là 6.990.000 đồng, cùng sự đồng hành của cầu thủ Quang Hải, đại sứ của Vivo. Và Vivo S1 được trang bị màn hình thiết kế giọt nước với kích thước lớn là 6,38 inch, cùng độ phân giải ở đây là Full HD cộng 1080x2340 pixel và tỷ lệ là 19,59:9. Với việc sở hữu tấm nền AMOLED nên là Vivo S1 cho khả năng hiển thị màu sắc rực rỡ, một lens sâu và ống nhìn rộng. Ngoài ra thì Vivo cũng trang bị cho chiếc smartphone này một cảm biến vân tay nhúng trong màn hình cực kỳ thời thượng, và đây là cảm biến thế thứ 6 nên nó mang lại thời gian quét lý tưởng chỉ mất khoảng 0,42 giây. Ở phía sau thì Vivo S1 được trang bị bộ 3 camera, bao gồm cảm biến chính Sony IMX 499 với độ phân giải 16 MP, camera góc siêu rộng là 8 MP hồi độ f2.2 và cuối cùng là camera đo độ sâu là 5 MP với hồi độ f2.4. Về cấu hình thì Vivo S1 được sở hữu con chip SoC đến từ MediaTek Helio P70 với RAM 6GB cùng bộ nhớ trong là 128GB, mang lại cho chúng ta hiệu năng đủ dùng cũng như là chơi tốt một số tựa game đang hot ở thời điểm hiện nay. Và Vivo S1 cũng được trang bị một dung lượng pin khá lớn là 4500 mAh. Các bạn mến, mới đây thì ảnh công bố ngày ra mắt của Nubia Z20 đã được đăng tải. Theo đó, chiếc máy này sẽ được giới thiệu vào ngày 8 tháng 8. Đáng chú ý là Nifei CEO của Nubia đã tiết lộ rằng mẫu smartphone Z20 này sẽ hỗ trợ quay video 8K. Không giống như Red Magic 3 quay video 5K đạt 15 khung hình trên giây, thì Nubia Z20 đồn đoán sẽ quay 8K với tốc độ khung hình cao hơn. Và hãng cũng cho biết là Nubia Z20 sẽ có một tính năng chuyên nghiệp để hỗ trợ quay video. Theo nguồn tin đồn thì Z20 này sẽ trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 855 hoặc là 855 Plus và màn hình AMOLED. Chưa dừng lại ở đó thì ông còn tiết lộ hai bức ảnh được chụp từ Nubia Z20 với hình ảnh chất lượng cao và thể hiện khả năng zoom cực kỳ ấn tượng. Mặc dù trên Weibo không chia sẻ thông tin về camera, nhưng có một số thông tin rằng là Z20 sẽ hỗ trợ zoom lại 20x vì con số 20 bên trong tên gọi của Nubia Z20, vì vậy mà chất lượng camera của máy sẽ rất là đáng mong chờ. Các bạn mến, mới đây thì Xiaomi đã ra mắt Mi 9T tại thị trường Việt Nam với danh phận là phiên bản quốc tế của Redmi K20 với mức giá chỉ khoảng 8.900.000 phân khúc tầm trung. Xiaomi Mi 9T được rất nhiều người khen gọi là có thiết kế đẹp cũng như là sở hữu cấu hình lý tưởng. Giống như là Redmi K20 thì Xiaomi Mi 9T được trang bị bộ vi xử lý là Snapdragon 730 ở phân khúc giá. Cùng với đó là phiên bản bộ nhớ RAM 6 hoặc 8GB và dung lượng lưu trữ là 64 hoặc 256GB. Ngoài ra thì cũng được tích hợp công nghệ game chơi bộ 2.0, hứa hẹn là sẽ mang đến trải nghiệm chơi game tuyệt vời hơn cho người sử dụng. Máy được trang bị màn hình dạng tràn viền kích thước là 6,39 inch, tấm nền AMOLED Full HD cộng với cảm biến vân tay trong màn hình. Và để có được thiết kế này thì camera đã được đặt trong module thò thụt với cảm biến 20 MP, trượt lên chỉ 0,8 giây và độ bền lên tới 300.000 lần trượt. Và bộ 3 camera phía sau gồm cảm biến chính 48 MP IMX582 đến từ Sony, camera 13 MP góc siêu rộng và một camera tele là 8 MP với khả năng zoom 2x. Mi 9T vẫn được giữ lại jack cắm tai nghe 3,5mm và đi kèm với viên pin dung lượng 4000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 18W thông qua cổng USB Type-C và hỗ trợ 2 SIM kết nối Bluetooth 5.0, và giá bán của Mi 9T tại Việt Nam là 8.990.000 đồng cho phiên bản 6GB RAM 64GB ROM và 9.490.000 đồng cho phiên bản 6GB RAM và 128GB ROM.
Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để nhiều về dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.